Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu. Một trong những giải pháp quan trọng đó là tập trung thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông sản, đẩy mạnh liên kết chuỗi. Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, nhất là sản phẩm nông sản vào mùa vụ. Nhờ vậy, trong 3 tháng đầu năm 2022, tình hình tiêu thụ nông sản đã có nhiều tín hiệu khả quan. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt 7,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, trong khi tăng trưởng xuất khẩu chung của các mặt hàng khoảng 10%. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ nông sản vẫn gặp một số khó khăn ở một số nhóm hàng và vào một số thời điểm cụ thể, như mặt hàng trái cây khi xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ sang Trung Quốc. Cái tăng trưởng xuất khẩu chung của tất cả các mặt hàng chúng ta thấy là 10%, thì riêng nông sản là cái tăng trưởng xuất khẩu là đạt được 9%. Như vậy thì chúng ta cũng thấy là cái tình hình chung là chúng ta thấy là nông sản vẫn đang tiêu thụ rất tốt, đặc biệt những cái mặt hàng như là thủy sản, như gạo, như cà phê, như hạt tiêu hiện nay có cái tốc độ tăng trưởng còn cao hơn nữa, từ 38% đến 50%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tình hình tiêu thụ nông sản nó vẫn gặp một số các cái khó khăn ở một số nhóm hàng và một số cái thời điểm cụ thể. Mà cụ thể gần đây nhất đó là đối với cả mặt hàng trái cây và liên quan đến xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ biên giới sang Trung Quốc. Nhằm tháo gỡ khó khăn, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ đề án về chuyển hoạt động thương mại biên giới từ tiểu ngạch sang chính ngạch. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng thành lập ban chỉ đạo giải quyết vấn đề ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu biên giới do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng ban, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, chức năng thuộc Bộ là thành viên, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc đẩy mạnh đàm phán với Trung Quốc để gia tăng số lượng mặt hàng trái cây xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới và phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi phương thức giao nhận và tận dụng các phương thức khác ngoài đường bộ như đường sắt, đường biển. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xuất bản cuốn Cẩm nang hướng dẫn các doanh nghiệp chuyển sang xuất khẩu chính ngạch và huy động hệ thống các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, EU, Mỹ sang các khu vực thị trường khác như là Mỹ Latin, Trung Đông, Đông Bắc Á. Bộ cũng đã dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ về cái đề án về chuyển cái xuất khẩu, đẩy mạnh cái chuyển hoạt động thương mại biên giới từ tiểu ngạch sang chính ngạch. Thứ hai là Bộ cũng đã thành lập một cái ban chỉ đạo để giải quyết các cái ùn tắc ở biên giới. Bộ Công Thương huy động hệ thống thương vụ để giúp có thể là đẩy mạnh mở rộng các cái thị trường khác để giúp cho tiêu thụ nông sản. Toàn bộ hệ thống thương vụ cũng đã được huy động để tham gia tìm kiếm và hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp, các địa phương chúng ta kết nối. Bộ Công Thương cũng đã khai trương cái cổng thông tin cơ sở dữ liệu về thương mại, cũng là một cái việc mà giúp cho cái thông tin về hoạt động thương mại nói chung, trong đó có thương mại nông sản, thì cũng có thể là được thuận lợi hơn, giúp cho các doanh nghiệp, các địa phương chúng ta tìm kiếm thông tin liên quan đến cái hoạt động về xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu nông sản. Liên quan đến kế hoạch tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong mùa vụ 2022, Bộ Công Thương đang triển khai hàng loạt hoạt động kết nối tiêu thụ như tổ chức các hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm với các thị trường nước ngoài trên cả môi trường trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị giao thương nhóm mặt hàng cụ thể với thị trường tiềm năng, tổ chức hội chợ triển lãm cho các sản phẩm nông sản, cùng với đó là hàng loạt chương trình hỗ trợ đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại, hệ thống siêu thị, kết nối, đưa sản phẩm nông sản tiêu thụ tại các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho bà con nông dân để nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín của hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm nông sản thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho quy trình nuôi trồng và chăm bón, xây dựng bản đồ nông sản Việt Nam nhằm cung cấp thông tin chính thức, giới thiệu khách hàng tiềm năng cho sản phẩm nông sản từng địa phương. Bộ Công Thương cũng tổ chức nhiều khóa đào tạo, hỗ trợ việc nâng cao kỹ năng bán hàng cho hộ nông dân, hợp tác xã như bán hàng livestream trực tuyến. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai hàng loạt các cái hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ như là tổ chức các cái hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm với các thị trường nước ngoài trên cả cái môi trường là trực tiếp và trực tuyến, cũng như là hội nghị giao thương cho các mặt hàng, nhóm mặt hàng cụ thể với các cái thị trường tiềm năng. Rồi chúng tôi tổ chức các cái hội chợ triển lãm cho các sản phẩm nông sản
Rồi Bộ Công Thương cũng đã triển khai hàng loạt các cái chương trình hỗ trợ đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại, rồi về các hệ thống siêu thị, rồi hàng loạt các cái hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ, đưa các sản phẩm nông sản vào các cái tiêu thụ tại các hệ thống các cái sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Để hỗ trợ người nông dân, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, một trong những biện pháp hiệu quả trong thời gian vừa qua đó là ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng online. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức bán hàng này, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cho việc tiêu thụ các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử này. Có sự kết nối và cái hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam để tiêu thụ các cái sản phẩm thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tăng cường các cái biện pháp để xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu online. Nhưng mà kể cả nếu mà hết dịch thì chắc chắn đây là cái xu hướng chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Còn đương nhiên cũng có một số những cái mặt hàng cũng có những cái hoạt động về xúc tiến thương mại là bắt buộc phải trực tiếp, ví dụ như vừa rồi các cái hội chợ triển lãm ở một số các cái nơi ở trên thế giới thì bắt buộc chúng ta phải có sự có mặt, bắt buộc chúng ta phải giới thiệu trực tiếp, để đưa những cái mặt hàng trực tiếp đến các cái người khách hàng. Nhưng mà cái biện pháp về thương mại điện tử chắc chắn đây là cái xu hướng mà chúng ta không thể không theo được. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2030. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, cơ quan địa phương, cơ quan xúc tiến thương mại có liên quan, tích cực triển khai đề án đẩy mạnh đưa ứng dụng số, nền tảng số vào việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản. Tuy nhiên, về phía các địa phương có vùng nguyên liệu lớn cần chủ động phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản, tránh tình trạng ứ đọng hàng hóa, đồng thời thông tin kịp thời về tình hình sản xuất, lưu thông nông sản tại địa phương để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nhân rộng các hình thức liên kết để sản phẩm nông sản có được đầu ra ngày một ổn định.